Chào mừng các bạn đã đến với kênh học tiếng Hà Lan cùng với Kha Phi. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về thì hiện tại đơn, động từ bất quy tắc. Ba động từ quan trọng: happen, happen, sein, sein và done, done. Tuy nhiên, có một khái niệm chúng ta cần phải làm quen trước, đó là về đại từ nhân xưng personal pronomen. Số ít dành cho tôi, ich, ich. Bạn, yeah, yeah. Lưu ý chữ J này trong tiếng Hà Lan đọc giống như chữ giờ, giờ trong tiếng Việt của mình. Chữ E trong trường hợp này đọc giống như chữ ơ. Vậy từ này phát âm là yeah. Chúng ta còn có một từ khác dành cho bạn, nghĩa là dài, dài. Về mặt căn bản thì hai từ này giống nhau, tuy nhiên những từ mà có âm ai, dài, thì nó mang nghĩa nhấn mạnh hơn một chút so với những từ có âm e là dơ. Ví dụ như trong câu này, bạn muốn nhấn mạnh đối với người nghe, who hết dài, who hết dài, bạn tên gì? Thì có nghĩa là tôi muốn biết tên của bạn, chứ không phải là tên của ai khác. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh và tôi sử dụng từ dài thay vì từ dơ. Tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng dùng từ dài được. Ví dụ như trong câu này, You mag hier nicht roken. Bạn không được phép hút thuốc ở đây. Thì đây là quy định chung dành cho tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ áp dụng mỗi cho bạn. Cho nên trong trường hợp này mình dùng chữ yeah. Mình còn có một từ trang trọng khác dành cho bạn, đó là ư. Ư. Mình dùng chữ ư này trong những tình huống trang trọng. Ví dụ, khi mình nói chuyện với người cao tuổi thì mình sẽ nên nói chuyện với họ và sử dụng ư thay vì dùng từ yeah hoặc là dài lúc nãy, thể hiện sự kính trọng. Hoặc là mình đi phỏng vấn và khi mình nói chuyện với người phỏng vấn mình thì mình nên sử dụng ư, thể hiện sự tôn trọng. Khi mà họ muốn đổi sang thì họ sẽ nói là bạn có thể gọi tôi là dạy. Thì lúc đó bạn có thể chuyển. Nếu mà họ không có đề cập đến vấn đề này thì bạn vẫn giữ nguyên ư. Hoặc là khi bạn trò chuyện với những nhân vật quan trọng giống như là tổng thống, thủ tướng, các bộ trưởng hoặc là tổng giám đốc công ty chẳng hạn, thì bạn cũng nên dùng từ ư, thể hiện sự tôn trọng. Đối với từ anh ấy, mình có hai, hai. Cô ấy, z. Từ z mình phát âm như từ z trong tiếng Việt, z, dài, dài. Về mặt căn bản thì hai từ này cũng giống nhau. Tuy nhiên những từ mà có âm ai thì nó nghiêng về cái sự nhấn mạnh hơn một chút so với những từ có âm e. Thực ra về mặt căn bản trong thực tế thì nó cũng không khác nhau là mấy. Bây giờ chúng ta chuyển sang số nhiều, từ hai người trở lên. Chúng tôi hoặc là chúng ta, we, we. Hoặc là why, why. Các bạn, từ hai người trở lên, really, really. Họ, the, the. Hoặc là dài, dài. Nếu các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy từ dành cho cô ấy và dành cho họ giống nhau, đều là the và dài. Nếu các bạn muốn biết trong câu chủ ngữ là cô ấy hay họ thì các bạn nên nhìn vào động từ theo sau đó. Ví dụ, các bạn nhìn vào hai câu này. Zij heeft een fiets. Zij heeft een fiets. Cô ấy có một chiếc xe đạp. Động từ heeft bắt nguồn từ động từ nguyên mẫu happen, được chia ở số ít thêm t đằng sau, cho nên mình biết rằng
Chủ ngữ của câu này là they, cô ấy. Còn câu thứ hai, they happen unfits. They happen unfits. Họ có một chiếc xe đạp. Từ happen này chia ở số nhiều, cho nên là mình biết rằng chủ ngữ của câu này có nghĩa là họ. Sau đây mình sẽ chuyển sang học về động từ bất quy tắc, động từ happen, to have, có nghĩa là có. So ich hab, wir, jai, habt, wir, jai, habt. Nhưng mà chú ý là khi động từ hab đứng trước chủ ngữ wir hoặc là jai, thì mình bỏ T, không có để T đằng sau. Vậy mình có là hep chứ, hoặc là hep giái. U hept, hoặc là u heft. Tuy nhiên, u heft thì thường được sử dụng nhiều hơn là u hept. Nhưng cả hai đều đúng. Hay heft, hay heft. Sei the heft. Sei the heft. Bây giờ là số nhiều. Why what happen? Julie happen. Sei the happen. Thông thường nếu là số nhiều thì mình sẽ để cả động từ nguyên mẫu vào. Nó được chia ở thì số nhiều. Động từ thứ hai, sein. Sein, to be, có nghĩa là ở, thì là, tùy theo tình huống. So it, ich bin, ich bin. Wir, jai bin, wir, jai bin. Tương tự, bin wir, bin wir, hoặc là bin jai, bin jai. U bent, u bent. Hai is, hai is. Zai ze is, zai ze is. Chuyển sang số nhiều. Wai wa sang. Yuli sang. Yuli sang. Zai zhe zhang. Zai zhe zhang. Động từ thứ ba, dun. Dun có nghĩa là to do, làm. So it, ich du, ich du. Je jai dut, je jai dut. Và chúng ta có du ye, du ye, hoặc là du giấy, du giấy. U dut, u dut. Hai dut, hai dut. Zai ze dut, zai ze dut. Số nhiều. Wai wa dun. Why were dun? Yuli dun. Yuli dun. Zai ze dun. Zai ze dun. Ich bin Kathy. Ich bin Kathy. Có nghĩa là tôi là Kathy. Được chia ở động từ sein, có nghĩa là ở, thì là. Trong trường hợp này có nghĩa là. Bên giái Anna. Bên giái Anna. Ben cũng bắt nguồn từ động từ nguyên mẫu sein. Do Ben đứng trước chủ ngữ giải cho nên mình bỏ T đi. Mình có bên giái Anna. Bạn là Anna phải không? Câu số 2. Hú lõng sáng Yuli in Netherlands. Hú lõng sáng Yuli in Netherlands.
long có nghĩa là từ để hỏi bao lâu. Chủ từ trong câu này jili có nghĩa là các bạn, số nhiều, cho nên động từ dài được giữ nguyên ở thể nguyên mẫu. Vậy cả câu này nghĩa là các bạn ở Hà Lan bao lâu? Hoe lang zijn jullie in Nederland? Câu số 3. What is your name? What is your name? Your name nghĩa là tên của bạn. Vậy câu này có nghĩa là tên bạn là gì? Chủ ngữ của câu này your name là số ít, cho nên được chia là is. Câu số 4. Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Kinder nghĩa là con cái. Sie có nghĩa là các bạn, số nhiều. Như vậy, động từ haben được chia theo chủ ngữ Sie, cho nên được chia ở số nhiều, haben. Anh chị có con không? Haben Sie Kinder? Câu số 5. Wie bin je? Bạn là ai? Wie có nghĩa là câu hỏi, giống như chữ who ở trong tiếng Anh, có nghĩa là ai. Chủ ngữ của câu này là je, có nghĩa là bạn. Động từ dài được chia theo chủ ngữ je và đứng trước chủ ngữ, cho nên bỏ t mình có wie bin je. Sau đây chúng ta sẽ thực hành một số mẫu câu chia động từ theo chủ ngữ trong câu. Câu thứ nhất, zơ mù. Động từ ở đây là zàng, họ mệt. Chủ ngữ ở đây là zơ, có nghĩa là họ, số nhiều. Mình sẽ chia động từ zàng theo chủ ngữ zơ, cho nên là chia ở số nhiều, zơ zàng mù, zơ zàng mù. Hai, hãy groot. Hãy groot. Động từ đây cũng là động từ dài. Hãy có nghĩa là anh ấy. Groot, to lớn. Hãy is groot. Anh ấy thì cao lớn. Câu số 3. U gereserveerd. Động từ đây là hebben. Chủ ngữ trong câu này là u. Như vậy mình dịch tạm là ông hoặc bà đã đặt trước chưa? Ư thì mình có trong bảng quy tắc vừa mới học, đó là heeft u gereserveerd? Heeft u gereserveerd? Câu 4. What jouw nationaliteit? Và động từ đây là zijn. Quốc tịch của bạn là gì? Hoặc mình có thể dịch là bạn là người nước nào? Như vậy, chủ ngữ của câu này có nghĩa là quốc tịch của bạn, có nghĩa là số ít. Your nationality, số ít. Cho nên mình sẽ chia theo is. What is your nationality? Bạn là người nước nào? 5. Why in look house? Động từ đây là happen. Chúng tôi có một ngôi nhà đẹp hoặc là nhà xinh. Thì chủ ngữ ở đây là why, chúng tôi, số nhiều, cho nên động từ happen được giữ nguyên theo số nhiều. Why happen in look house? Why happen in look house? 6. What you for wedding? Động từ đây là doen. Câu này có nghĩa là what do you do for work? Bạn làm nghề gì vậy? Chủ ngữ ở đây là giữa. Như vậy từ doen được chia theo số ít. Và do từ doen đứng trước chủ ngữ giữa, cho nên mình sẽ chia là do thay vì là do. Mình bỏ t đi. What do you for work? What do you for work? Bạn làm nghề gì? Câu số 7. Ze op vakantie. Động từ đây là zijn. Họ đang đi nghỉ mát. They are on vacation. Như vậy chủ ngữ ở đây là ze.
Trong trường hợp này là số nhiều, cho nên mình sẽ chia động từ sein theo số nhiều, zu sein auf Vakanzi, zu sein auf Vakanzi. Họ đang đi nghỉ mát. Câu số 8. Ihr Kontant Geld bei ihr. Và động từ là haben. Bạn có đem theo tiền mặt không? Chủ ngữ ở đây là ihr. Cho nên mình chia động từ haben theo số ít. Và do haben đứng trước ihr, cho nên mình bỏ t đi và mình có habt ihr. Habt ihr Kontant Geld bei ihr? Habt ihr Kontant Geld bei ihr? Câu số 9. Why? Het niet. Và động từ đây là dun. Chủ ngữ đây là why, chúng tôi hoặc là chúng ta. Cho nên động từ dun sẽ được chia theo số nhiều. Why dun het niet? Why dun het niet? Chúng tôi sẽ không làm việc đó. Như vậy chúng ta vừa học xong phần 1 của thì hiện tại đơn, đại từ nhân xưng số ít số nhiều và các động từ bất quy tắc happen, sein và dun. Sau bài học này các bạn cũng đã biết chia các động từ bất quy tắc happen, sein và dun theo các đại từ nhân xưng khác nhau. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ học về một số động từ có quy tắc, cách tạo stem từ động từ nguyên mẫu. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Tốt, the folgende keer. Nếu các bạn cảm thấy video của mình có thể giúp ích cho việc học tiếng Hà Lan của các bạn thì hãy nhớ bấm nút like video nhé. Ngoài ra, các bạn cũng có thể đăng ký kênh YouTube của mình để có thể thường xuyên nhận thêm những video mới. Chúc các bạn thật nhiều thành công trong việc học tiếng Hà Lan. Success!